Xin chào các anh nha. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Đặng Tín Audio. Tiếp tục các video ngày hôm nay, em tiếp tục về được một lô lương tiếng Adni IP300 để phụ các bác. Thời điểm đầu năm này thực sự dịch bệnh, hàng hóa không thể về được luôn. Và thực sự em được từ các bác tin ủng hộ Đặng Tín Audio rất nhiều. Một lần nữa xin thay mặt bên Đặng Tín Audio cảm ơn các bác rất nhiều. Và các bác theo dõi video ủng hộ kênh Đặng Tín Audio xin một like và nhấn đăng kênh một đổi cho em. Các bác đang theo dõi ủng hộ bên em xin một like nhé. Và đăng video cho em một like và nhấn đăng kênh một đổi cho em nhé. Trước mắt ở đây là một lô lương tiếng Adli IP300. Đây là dòng lương tiếng phiên bản mới nhất rồi. Phiên bản màn hình là phiên bản mới nhất rồi. Hiện nay trên thị trường Adli con này mới nguyên hộp bảo hành 1 năm. Tất cả dòng lương tiếng này bảo hành 1 năm các bác. Thực sự rất là đẹp luôn. Rất đẹp luôn. Với nguyên hộp bảo hành 1 năm các bác nhá. Đây sẽ quay qua đằng sau. Và giá sẽ cực kỳ tốt cho các bác nhá. Thế đằng sau lương tiếng đây, nó sẽ có đường vào, hai đường input đây, là hai đường nhạc vào này. Có nhiều biết chữ input là nhạc vào, hai đường output là nhạc ra. Còn đây đường ra súp này, con này thì ra bằng rắc ca lông hoặc rắc hoa sen đây. Thì cái đường rắc hoa sen này có lưu ý này, rất nhiều bác bị cắm nhầm cái đường rắc hoa sen này. Rất nhiều bác nghĩ là đường cắm đỏ trắng nhưng không phải đâu nhá. Con lưu ý input đường vào này, thì bác cắm cho em là hai cái đường này, hai đường đỏ là sẽ đường vào. Còn đây đường ra súp nhá, đường ra súp có hai đường đỏ hai đường vào và hai đường trắng là hai đường ra. Được chưa? Sẽ tặng đầy đủ dây giáp phụ kiện ca lông cho bác, không thiếu cái gì. Bảo hành 1 năm chiếc máy đầu tiếng này. Đấy, thực sự bác là nó giá sẽ cực kỳ tốt thôi, nhưng mà nó sẽ nâng được các cái bộ dàn của bác lên rất nhiều. Đối với dòng lương tiếng phiên bản mới nhất này thì bác yên tâm là nâng cả tiếng nhạc tiếng mic lên rất hay luôn. Đây bác kết hợp từ vang xuống lương tiếng, xong từ lương tiếng xuống đẩy hoặc xuống âm ly là rất hay. Nâng cả tiếng mic không hiện tượng bị xé như cái dòng phiên bản cũ nhá. Đây. Thì đầu tiên nói qua cách chỉnh này. Nó sẽ chia hai kênh, cái 1 kênh 2 đây, chỉnh như nhau nhá. Loud mic là chỉnh bass này. Tuner là cắt tần số dòng ca để tầm giữa cho em. Process là chơi nhạc mạnh nhạc nhẹ đây, tùy theo mình chơi nhạc nhẹ. Hai mic là chỉnh chép, là bác chỉnh hai kênh như nhau. Đặc biệt cái đây là in out này. Đấy. Có nghĩa là qua lưng tiếng hay qua lưng tiếng khi ấn vào này, bắt buộc phải ấn vào nhá. Đấy, nhìn nó khác hẳn. Còn đây là cắt tần số súp, to nhỏ của súp. Em báo giá luôn, chiếc máy lưng tiếng này em bán cho bác chỉ có 1.400.000 thôi, giá cực kỳ tốt cho bác nào nhanh tay. 1.400.000 chiếc máy lưng tiếng này. 1.400.000 nhá. Bao ship rồi, máy lưng tiếng Adni IP300 1.400.000. Chỉ bán được bác 1.400.000 thôi, sẽ bao ship tận nơi. Đấy, thực sự là giá cực kỳ tốt cho bác nào muốn sở hữu chiếc máy lưng tiếng nhá. 1.400.000 chiếc máy lưng tiếng này. Em bao ship cho bác, tặng tất cả đầy đủ dây giáp phụ kiện bác, không thiếu cái gì. 1.400.000. Adni IP300 bao ship tận nơi nhá. Đấy, 1.400.000 sẽ bao ship tận nơi. Bao ship tận nơi luôn. Vào xin lời nha, 1.400.000. Quán nào chốt thì anh nhanh tay liên hệ cho em qua số điện thoại 0916 957 808 nhá. Chốt thì anh nhanh tay liên hệ qua số điện thoại cho em 0916 957 808. 1.400.000 một chiếc. 1.400.000. Giờ tem cái chân âm này. Giờ không cho qua được tiếng này. Và nghe tiếng chung hẳn chưa. 1.400.000 thôi, giờ cho qua được tiếng mà nghe chất lượng khác hẳn này. Quá hay luôn. Một triệu 400.000 nhá, bao ship tận nơi, máy lưng tiếng IP300. Chắc có thăm nhau, nhưng có
gió mùa.